Khánh Thi khóc nức nở khi chồng giành huy chương vàng tại SEA Games. Quý vị tính giả thân mến, kiện tướng Khánh Thi đã khóc nức nở khi ông xã Nguyễn Đoàn Minh Trường, tên thật của Phan Hiển và Nguyễn Trọng Nhã Uyên đã giành huy chương vàng SEA Games khiêu phủ nội dung Jeff. Ngày 1 tháng 12 là ngày thi đấu thành công với bộ môn kiêu vũ Việt Nam khi mang về chính huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó có hai tấm huy chương vàng của Nguyễn Đoàn Minh Trường, tên thật của Phan Hiển và Nguyễn Trọng Nhã Uyên ở nội dung Chief và cặp đôi Nguyễn Đức Hòa và Phạm Thị Hải Yến ở nội dung quickstep. Ngoài ra, Phan Hiển và Nhã Uyên còn giành thêm hai tấm huy chương bạc ở nội dung samba và fire dance. Đức Hòa và Hải Yến huy chương vàng ở nội dung tango, venice world. Hai cặp vận động viên đều đến từ đội dance Sport đồng nai. Khoảnh khắc lên bục nhận huy chương vàng và nghe quốc ca Việt Nam vang lên, Văn Nghiễn và Nhã Uyên đã không kìm được những giọt nước mắt tự hào, hạnh phúc. Văn Nghiễn nói đây là mục tiêu anh và bạn nhảy đã đặt ra sau gần một tháng khổ luyện Dance Sport tại Italy. Phan Hiển chia sẻ, tấm quy chương vàng là phần thưởng xứng đáng cho rất nhiều giọt mồ hôi đã rơi xuống khi chúng tôi tập luyện, không chỉ trong vài tháng mà nhiều năm trời. Chứng kiến ông xã giành huy chương vàng cùng với bạn diễn Khánh Thi vỡ oa sung sướng, cô gục vào vai chồng khóc nức nở một lúc lâu. Khánh Thi cho biết từ năm 2005 đến nay đã 14 năm Danceport Việt Nam không góp mặt trong SEA Games. Do đó với tư cách là huấn luyện viên Danceport Việt Nam, cô rất vui bởi hai cặp vận động viên đã mang về nhiều tấm huy chương vàng bạc quý giá. Từ khi giả từ sự nghiệp thi đấu, Khánh Thi trở thành huấn luyện viên Danceport không chỉ của ông xã mà của rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Cô hiểu rõ khả năng của Phan Nghiễn cũng như là bạn nhẹ nhã uyên và có chiến lược tập huấn riêng để cặp đôi có thể phát huy được tối đa năng lực trước những đối thủ mạnh hơn. Trước khi tham gia SEA Games 30, Khánh Thi đã đưa Phan Hiển và Nhã Uyên sang Italy tập huấn trong gần một tháng, đồng thời cho cặp đôi thi đấu cờ sát tại nhiều giải Danceport quốc tế mở rộng. Phan Hiển, từ phi công trẻ của Khánh Thi đến huy chương vàng SEA Games 30. Phan Hiển vốn là quý tử sinh ra trong gia đình giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôn nhân của anh với kiện tướng dance Sport, Khánh Thi từng bị gia đình phản đối, công chúng nghi ngờ, nhưng rồi tấm huy chương vàng SEA Games 30 mới đây đã minh chứng cho tình yêu mà họ dành cho nhau cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Thành tích sau 14 năm của Dead Sport tại SEA Games, tối ngày 1 tháng 12 giờ Việt Nam, cặp đôi Phan Hiển, tên thật là Nguyễn Đoàn Minh Trường, Nguyễn Trọng Nhã Uyên đã giành huy chương vàng bộ môn Dead Sport tại SEA Games 30. Chứng kiến khoảnh khắc này, Khánh Thi đã ôm chồng bật khóc vì hạnh phúc. Đây là thành tích đáng nể của Phan Hiển bởi ngay cả Khánh Thi cũng chưa đạt tới danh hiệu này. Cho tới nay, Khánh Thi đã 3 lần đoạt chức vô địch quốc gia, lọt vào top 10 tại giải vô địch châu Á và đứng thứ tư SEA Games 24. Nói về thành tích của cặp đôi Phan Hiển Nhã Uyên, nữ kiện tướng Dan Sport Khánh Thi thổ lộ rằng từ năm 2005 đến nay đã 14 năm Dan Sport Việt Nam không góp mặt trong SEA Games. Do đó với tư cách là huấn luyện viên Dan Sport Việt Nam, cô rất vui khi Việt Nam có tới hai cặp vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games lần này. Từ khi giã từ sự nghiệp thi đấu, Khánh Thi trở thành huấn luyện viên dance Sport không chỉ của ông xã mà của rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Cô hiểu rõ khả năng của Phan Hiền cũng như bạn nhảy Nhã Uyên và có chiến lược tập huấn riêng để cặp đôi có thể phát huy được tối đa năng lực trước những đối thủ mạnh hơn. Trước khi tham gia SEA Games 30, Khánh Thi đã đưa Phan Hiển Nhã Uyên sang Italia tập huấn trong gần một tháng, đồng thời cho cặp đôi thi đấu cọ sát tại nhiều giải dance sport quốc tế mở rộng. Từ phi công trẻ đến người chồng hoàn hảo Phan Hiển đến với bộ môn Dance Sport từ năm 14 tuổi. Thật duyên nợ khi cô giáo được gia đình anh lựa chọn lại chính là Khánh Thi, nữ kiện tướng Dance Sport duy nhất ở Việt Nam thời điểm đó. Sau thời gian dài tập luyện, gắn bó tại các cuộc thi trong và ngoài nước, cậu học trò này đã phải lòng huấn luyện viên của mình. Theo tiết lộ của Phan Hiển, anh đã yêu Khánh Thi từ khi chưa đầy 17 tuổi. Lúc đó Khánh Thi đang có mối quan hệ với Trí Anh, bạn nhảy của cô. Khi cặp đôi đường ai nấy đi, Phan Hiển trở thành chỗ dựa cho Khánh Thi và tình cảm của họ nảy nở lúc nào không hay. Khi câu chuyện của họ được tiết lộ, không ít người đã vô cùng bất ngờ, bởi so với độ từng trải của Khánh Thi thì Phan Hiển vẫn chỉ là một cậu học trò hiền lành nhút nhát, lại chênh lệch tới 12 tuổi. Khoảng cách này từng là sự cản trở rất lớn của cặp đôi và khiến họ chịu nhiều áp lực dư luận cũng như chính gia đình Phan Hiển bởi phát hiện là quý tử của một gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh lại là con trai duy nhất trong dòng họ bên ngoại, nên từ trong trứng nước, Phan Hiển đã được cưng chiều hết mực. Tuy nhiên, cuộc sống của quý tử này lại vô cùng giản dị. Trong quá khứ, Phan Hiển chưa từng gây ồn ào hay xa vào các cuộc ăn chơi như nhiều cậu ấm khác. Mọi đam mê được anh dồn vào dance sport Gia thế của anh chỉ được phát hiện cho đến khi mối quan hệ tình cảm của anh với Khánh Thi bị lộ. Khi đó nói về thân phận của mình, Phan Hiển chia sẻ: Tôi rất dị ứng với hai từ thiếu gia và đại gia, dù gia đình tôi có giàu thế nào đi nữa, tôi vẫn thích và muốn sử dụng đồng tiền do chính mình kiếm được. Tôi chịu ảnh hưởng từ bà ngoại, bà tôi năm nay gần 70 tuổi vẫn làm việc bình thường, mà ngoại tôi còn vậy thì làm sao tôi có thể ngồi không để ăn chơi hưởng thụ. Nhưng rồi, từ một đứa con ngoan, Phan Hiển khiến gia đình phiền lòng vì yêu cô giáo hơn tuổi anh bị phản đối không chỉ vì khoảng cách tuổi tác mà còn bởi gia đình cho rằng anh còn quá trẻ để nghĩ đến việc lập gia đình. Cùng với đó, anh nhận được nhiều bình luận khó nghe là lái máy bay bà già. Tuy nhiên, Phan Hiển không nổi nóng, không chống trả lại những lời đàm tiếu mà bình tĩnh để thời gian chứng minh tất cả. Với Khánh Thi, cô cũng đối diện với nhiều dị nghị cho rằng cô yêu học trò là vì gia thế khủng, đã có lúc áp lực dư luận khiến Khánh Thi kiệt quệ đến mức phải nhập viện nhưng sự chứng chạc và chân thành của Phan Hiển đã khiến cô rung động. Ba mẹ anh từ chỗ không chấp thuận cũng dần hiểu ra tình cảm của con trai mà đón nhận, nhất là khi trái ngọt của họ là bé Cubi ra đời, mối quan hệ của Khánh Thi với gia đình nhà chồng như được gỡ nút thắt. Sự quyết liệt bảo vệ tình yêu trước dư luận và sau này là vai trò làm chồng, làm cha trong gia đình đã khiến Khánh Thi từ một người cứng đầu, ngang bướng, đã trở nên nhuần hơn. Cô bảo, đúng là từ khi làm vợ rồi làm mẹ, tôi trở nên ngoan hơn không giống như các cặp vợ chồng khác, chúng tôi gần như gặp nhau 24 trên 7, hết ở nhà rồi lại sàn tập, nhưng hỏi có chán nhau không thì đó sẽ là một câu hỏi thừa. Vì chính sự cùng nghề đã khiến chúng tôi quan tâm chia sẻ được với nhau mọi thứ. Nếu chỉ có gắn bó trong cuộc sống thì với tính chất công việc như của tôi sẽ rất khó được cảm thông lâu dài. Ngày nào cũng bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc vào 23 giờ khuya. Tôi chỉ có thể tranh thủ chút thời gian cuối giờ chiều để chơi với con cho đỡ nhớ rồi lại bận rộn với công việc ở trung tâm. Nhiều lúc mệt mỏi căng thẳng lắm, nếu không có người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc thì sẽ buồn và tủi thân lắm. Dù là cặp đôi khiến công chúng từ bất ngờ đến ngưỡng mộ nhưng Khánh Thi Phan Hiển không phải là người chỉ tô hồng cuộc sống của mình bằng những câu chuyện đẹp. Trên thực tế, việc cách biệt tuổi tác cũng không phải là một cảm giác dễ chịu với họ. Phan Hiển cho biết ở nhà anh hay bị Khánh Thi bắt nạt rồi bất lòng cái nọ cái kia khiến anh không còn thời gian để vui chơi như trước đây trên sàn diễn ăn ý là vậy nhưng ở nhà thì cũng trí chóe nhau suốt vì tính khánh thi hay bắt bẻ lại khó tính khó chiều lẽ ra về logic ai hơn tuổi thì phải nhường nhưng triết lý ấy không tồn tại trong quan niệm của khánh thi bất kể ai đúng ai sai người xuống nước luôn luôn là phan hiển khánh thi tâm sự tôi khó tính nên nếu không chiều thì khó mà ở được với khánh thi nhưng dù có xinh đẹp giỏi giang cỡ nào thì người phụ nữ cũng khó mà làm thay đổi được đàn ông tốt lên. Bản thân Phan Hiển vốn là người rất tâm lý, luôn ga lăng với tất cả mọi người nên anh được khá nhiều cô gái trẻ yêu mến. Đó cũng là mối lo để mình phải giữ thật chặt. Không chỉ chia sẻ được với nhau trong cuộc sống, họ còn là một cặp đôi đẹp trên sàn đấu. Đôi nhảy Khánh Thi Phan Hiển đã giành 3 huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia 2009, nội dung Latin và giờ đây khi không còn là bạn nhảy của chồng như trước bằng sự thấu hiểu trong sự nghiệp cũng như tình cảm riêng tư khánh thi đang trở thành cánh tay phải cho phan hiển thành công ngày hôm nay của anh chắc chắn có sự hỗ trợ rất lớn từ người bạn đời chính vì vậy mà ngay sau khi đạt huy chương vàng phan hiển đã dành nụ hôn ngọt ngào và lời chia sẻ với vợ trên trang cá nhân cảm ơn tình yêu của tôi